ông nhiều cái ông sai dữ lắm thiệt mà. Tại vì có gia đình điện về là có một cô đó điện về nói vậy nè, cô thấy thằng Lộc nó làm nhiều cái hay lắm nhưng mà cái là nó sai. Nói gì? Nó sai ở chỗ là biết sao không? Là nó là cái chỉ cái gọi là cái gì ta? Bà nói kiểu, cô đó nói là kiểu nhưng mà nó bóng thôi chứ còn cũng không nói rõ ràng. Sau này tôi hỏi gạ hỏi lắm rồi cô mới nói thiệt á. Sao? Nó là vậy nè. Sao chỉ những người mà gọi là gì yếu sinh lý lên đúng không? Tôi đang nói thí dụ thôi nha. Rồi tại sao lại không chỉ những người mà mạnh xuống hoặc là điều tiết mà sao chỉ kỳ vậy? Mấy người mạnh đó hả? Thí dụ mấy người nó quá dữ đó. Quá dữ đơn giản là biết ăn gì không? Ăn gì? Đừng ăn thịt nữa, ăn cơm với rau thôi, ăn với đậu hũ thôi. Thì bởi thành thử hồi đó ông không chỉ làm ra mới ý kiến vậy đó. Cô nói gì bóng gió thôi. Còn cô nói cái này mới gọi là mới vô tôi mới gạ hỏi cô mới trả lời nè. Cái đích thật cô muốn hỏi này nè. Tại sao thằng Lộc nó chỉ cái vấn đề mà gọi là người đang cao huyết áp đúng không? Làm gì để cho nó hạ xuống? Đó, tại sao chỉ những người cao huyết áp mà không có chỉ người thấp huyết áp? Tại vì em nghĩ là những người thấp huyết áp mà ta ít thấy đau hố, giờ cao huyết áp là nhiều không mà. Cái thấp huyết áp cũng nguy hiểm nè, giỡn nè. Thấp huyết áp cũng nguy hiểm đúng không? Cũng say sẩm chóng mặt. Đúng. Thì đó, tuột đường huyết. Thì bởi mới nói là tại sao mà những người mà bị tuột huyết áp hoặc là huyết áp thấp á mà sao không chỉ mà toàn chỉ người cao, cô mới hỏi vậy. Rồi con cũng xin lỗi cô, con làm được cũng 2 năm rồi. Con cũng làm tăng huyết áp, làm cũng nhiều clip về tăng huyết áp nhưng mà không bao giờ con làm clip về những người mà tuột huyết áp thấp. Về thấp huyết áp thấp mới phải tuột nha. Con nghĩ là nó cũng ít người bị cho nên cũng ít chia sẻ. Ngày nay em chỉ chia sẻ cho cô với anh một cái bài thuốc rất là hay, đó là giúp lại ổn định lại huyết áp cho những người mà bị tuột huyết áp thôi. Mấy những người cao huyết áp đừng nên sử dụng. Cho những người cao huyết áp thì đừng nên sử dụng cái này, chỉ dành cho những người mà huyết áp thấp thôi. Trời ơi, đơn giản thôi, anh kiếm em củ gừng đi, thiết kế ra nóng làm sao cái gì nhai này. Không, ăn cái thiết củ gừng đây, củ gừng đúng không? Anh cạo lấy một miếng nữa, miếng thôi không, ít thôi không, rửa đi đúng không? Cái cạo củ gừng bằng cái muỗng này hay lắm nè, gia đình biết rồi đúng không? Chưa có chia sẻ rồi. Đó, mọi người thiết kế cho em một miếng gừng, cái này nó giúp cho mấy người bị huyết áp thấp á, rất là hiệu quả nên sử dụng. Gừng già. Ok. Rồi anh giả ra. Okay, ha. Nước quá lì. Nhớ này chỉ cho mấy anh em đang bị huyết áp thấp nha, huyết áp cao đừng có chơi ba thứ này nha, nó cong lắm, khuyến cáo. Rồi okay. Anh cho ít đường vô. Đường hết đường. Để em ra ứng miếng đường ra. Để tí em ra em ứng cho bọc đường. Nó bán cá chứ cái gì nó cũng bán hết. Nhiều đủ này. Nhiều quá. Ít nhiều á. Rồi ok. Sao? Anh cho một miếng nước ấm vô. Nói chung là nói nôm na cho dễ hiểu là chúng ta uống trà gừng á, nó sẽ giúp cho những anh em huyết áp thấp rất là hay. Ok. Đó, trà gừng. Trà gừng. Cái này đường gừng thằng trà trà gừng. Nôm na là như vậy, liên quan đến trà gừng thì nó giúp cho là tiêu chảy, ấm bụng, ấm người. Nói chung là nhiều công dụng, tiêu chảy cũng uống luôn. Lại có đường nữa này. Đó, giúp cho mọi người ổn định huyết áp cho những người bị huyết áp thấp. Thử rất là tuyệt vời. Thử miếng nha. Nóng lắm. Sao mà cái ông nói nước ấm sao nóng dữ vậy? Húp đi ha. Đủ cái trà cái đường này có cái gì hả? Kiến. Thơm mà. Thơm. Trà gừng. Mà tôi đang bị cao huyết áp mà. Anh uống miếng không sao đâu. Ê, nó dễ uống không? Nó thơm mà kiểu nó thanh nó làm sao á. Không, cái này tốt mà. Nó giúp cho đường ruột mình cũng tốt mà. Đó là công dụng của gừng. Vậy không có nên cho mấy người nào bị tiểu đường uống không? Tiểu đường thì thôi, mình đừng uống. Tiểu đường thì không uống không được cũng được, đừng cho đường. Gọi là cho đường cho dễ uống thôi. Nếu mà mấy người bị tiểu đường thì uống không, đừng có cho đường. Giả ra uống chay vậy đó. Nó dễ hơn. Nó thơm, sáng ngày ví dụ như sáng ngày thay vì ông uống trà đi. Ông làm như người ta thường uống trà đường á. Ta làm một ly này uống đi. Cực kỳ ngon. Cũng tốt cho cơ thể. Nhưng mà giúp những người mà. Chúc mọi người xem video, vẽ và nhớ đăng ký bật chuông. Hẹn gặp lại trong tất cả clip sau.